Cua cốm Cà Mau, một trong những đặc sản nổi tiếng bậc nhất của miền đất mũi, thường được gọi là cua hai da. Tên gọi này bắt nguồn từ việc cua cốm là cua biển sắp đến ngày lột xác. Phần vỏ cũ bên ngoài sẽ có những đường nứt nhẹ, dần dần vỡ ra để lộ lớp vỏ mới đang hình thành. Lột vỏ là một trong những bước phát triển của cua, vì lớp vỏ của chúng không to lên nên cần lột bỏ khi tăng kích thước cơ thể. Mỗi lần lột, trọng lượng cua cốm Cà Mau sẽ tăng từ 150 đến 200 gram. Đặc biệt, phần vỏ bên trong sẽ rất mềm, giàu canxi và chứa nhiều chất khoáng để dần dần cứng lên, hình thành lớp vỏ mới hoàn thiện. Hương vị đặc biệt và hiếm có, dù là một trong những loại cua biển, cua cốm có hương vị đặc biệt thơm ngon. So với các loại khác như yếm vuông, y nhất, y nhì, y ba, gạch son, cua cốm ngon và hiếm nhất. Số lượng cua cốm mà người dân khai thác được không nhiều do trong quá trình lột xác, chúng chui vào hang trú ngụ, lấp kín miệng hang để tránh kẻ thù. Vì vậy, để bắt cua cốm, ngư dân phải đào hang tìm kiếm, khiến giá bán cua cốm trên thị trường khá cao và bạn phải có kinh nghiệm mới mua được cua cốm xịn và ngon. Dưới đây là một số đặc điểm riêng của cua cốm Cà Mau để bạn tham khảo và lựa chọn khi mua. Cua cốm sắp lột thường rất chậm chạp, lờ đờ, ít kẹp, không hung dữ hay nhanh nhẹn như cua thường. Phân biệt lông cua, theo kinh nghiệm, khi mở phần yếm cua thường sẽ thấy lông màu trắng, còn cua cốm thì lông sẽ màu hồng đỏ. Để phân biệt, chú ý chân bơi và hông cua. Nếu trên chân bơi xuất hiện những đường viền đỏ hoặc bên hông cua bị nứt vỏ thì chính là cua cốm xịn. Vỏ cua cốm, lớp vỏ bên ngoài sẽ rất giòn, vỏ nhẹ là vỡ ra. Khi hấp chín, dễ dàng dùng tay tách nhẹ lớp vỏ cứng bên ngoài, để lộ lớp vỏ thứ hai, màu đỏ gạch và mềm nhũn, như lớp màng mỏng bao bọc lấy thân cua. Thịt và gạch cua, cua cốm rất chắc, không bị ốp, dù là thân hay càng cũng đầy thịt, gạch cua vàng và thơm, không có nước. Khi ăn, gạch cua béo ngậy, thơm ngon nhất, được dự trữ để nuôi dưỡng cơ thể trong những ngày trốn trong hang. Giá trị dinh dưỡng cao giai đoạn lột vỏ là bước phát triển quan trọng của cua cốm, lúc này dinh dưỡng trong cơ thể gần như đạt mức cao nhất. Ngư dân nói rằng, cua cốm dành hết tinh hoa trong giai đoạn này, nên hương vị và sự bổ dưỡng không loại cua biển nào sánh bằng. Cua cốm thường được mua về để bồi dưỡng cơ thể, đặc biệt tốt với những người đau bệnh hoặc cần hồi phục cơ thể. Hàm lượng dinh dưỡng bên trong cua cốm rất cao và dễ dàng hấp thụ, phù hợp với cả người già và trẻ em. Protein, cua cốm Cà Mau có lượng protein cao nhất trong các loại cua, gấp hàng chục lần so với thịt bò, lợn, gia cầm. Cơ thể người dễ hấp thu protein trong thịt cua hơn các loại thịt khác, giúp tránh được các bệnh như cholesterol, mỡ máu. Omega 3, lượng omega 3 trong thịt cua cốm khá cao, đặc biệt khi cua bước vào giai đoạn lột vỏ. Ngoài ra, thịt cua chứa nhiều khoáng chất quý như canxi, magie, kali, photpho, giúp bổ sung dinh dưỡng và có một trái tim khỏe mạnh. Vitamin B, giai đoạn lột xác cũng là lúc cua tích tụ lượng lớn vitamin B, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu, trao đổi chất và ổn định huyết áp. Đặc biệt tốt cho những người bị thiếu máu hay vừa trải qua phẫu thuật. Những món ngon từ cua cốm đến với các quán ăn ngon Cà Mau chuyên món hải sản, bạn sẽ được nhân viên báo giá cua cốm trước khi order. Thường các nhà hàng lớn luôn có món này do chọn được nguồn hải sản ổn định, uy tín. Các món ngon từ cua cốm như hấp, nướng, rang me, rang muối, nướng mỏi, hấp bia. Khi chế biến, lớp vỏ ngoài cùng của cua cốm sẽ bong ra, để lộ lớp vỏ non mềm. Thưởng thức cua cốm không chỉ tận hưởng vị ngon của gạch cua béo ngậy mà còn là trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc biệt. Tại nhà hàng cua ngon hương vị đất mũi, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn những con cua cốm tươi ngon nhất từ Cà Mau. Để phục vụ quý khách, chúng tôi luôn sẵn sàng với dịch vụ giao hàng tận nơi. Chỉ cần một cuộc gọi đến số 02862686268, bạn sẽ có ngay món cua cốm thơm ngon tại bàn ăn của mình. Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn và gia đình những bữa ăn tuyệt vời, tràn đầy hương vị và niềm vui. Lưu ý, khi mua cua cốm Cà Mau làm quà ngoài thưởng thức tại chỗ, nhiều người chọn mua cua cốm về làm quà cho người thân, bạn bè. Giá bán cua cốm thay đổi theo thời điểm trong năm và kích thước. Để chọn mua được cua cốm ngon, hãy lưu ý, mua tại các chợ hải sản lớn hoặc cảng cá buổi sáng, mua trực tiếp từ ngư dân để có giá ưu đãi. Chọn cua cốm tươi ngon, kiểm tra kỹ để tránh mua nhầm cua thường với giá cua cốm. Sau khi mua, nên ăn càng sớm càng tốt để giữ hương vị tươi ngon. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để thưởng thức đặc sản cua cốm Cà Mau xứng danh sản vật phương Nam. Cua ngon hương vị đất mũi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách những món ăn ngon và độc đáo.
Xin chào và hân hạnh được phục vụ quý khách.